Congratulations to the first runner-up, Trần Nam Kế Thiên, Việt Nam. Congratulations to cúi xuống. Trên ta đã tới Hồng Kông. SBC là đại ngân hàng Hồng Kông rồi. Và xếp hàng rất là nhiều. Ở đây không có đặt xe trước à, xếp hàng rất lâu mới được lên xe. Và theo thứ tự tới lượt ai là lên xe nào hay xui. Mình đã tới khách sạn rồi, và khách sạn 5 sao nha. Trời lớn luôn. Yay! Chúng ta tới rồi. Ok. Hello, phòng của tụi mình là 3503. Đây là chỗ chơi đồ. Đây là phòng vệ sinh. Đó, rộng rãi. Có bàn làm việc nè. Hai giường ngủ. Và đây là City View. View thành phố đẹp quá đi. Đây là khách sạn gì? Khách sạn Crown Plaza. Không đó. Bây giờ tụi mình sẽ đi ăn tối nè. Mình gọi món trà sữa nhưng mà người ta đem ra một ly trà. Và sữa và nước đường. Rồi. Thì bây giờ không biết là trà đổ vô sữa hay là sữa đổ vô trà. Nhìn thử nha, có cái ngon không? Dừng lại. Cái tấm đổ không? Không, đừng có đổ nữa. Không mày uống mà. Mà ăn khát nước quá. Nước bên cạnh không? Đây và nước đường đây. Đó, cũng ra cái màu. Trời ơi, cũng khác nước. Nước bên cạnh con kìa. Rồi, ok, uống thử. Ngon. Ngon, nhưng mà giờ do nếu mà mình hay uống ngọt á là mình bỏ thêm đường. Ngon, ngon, ngon. Ủa, nó công thức cũng dễ nè. Ngon.
Củ cá cao mà. Ở Đà Nẵng là mình ăn có xe tao là cũng có như thế này, nhưng mà không hấp dẫn như thế này. Đó. Dễ cứng. Sau đó mình sẽ chấm cái nước sốt này. Thử coi có ngon không nha. Còn béo ngon. Còn thơm. Thơm lạp xưởng. Ngon ngon. Nhà này có robot nè. Bữa sáng ở Crowne Plaza Hotel. Quá đẹp. Bây giờ tụi mình đang đi taxi tới điểm thi nè. Cánh tay có rung không? Không. Có căng thẳng gì không? Không có thấy. Có chứ. Có à, con có thi con có làm bài như thế nào, nói là mày nghe nè. Hả? Người ta vô thi người ta làm bài như thế nào? Chậm nhất có thể. Chậm nhất có thể gì nữa? Suy nghĩ kỹ. Suy nghĩ kỹ, tập trung. Làm bài xong thì như thế nào? Bài xong vẫn phải kiểm tra. Phải kiểm tra là ai? Có nói nhiều trong phòng thi không? Nói to, nói nhiều không? Thích nhân. Thích nhân là nhớ viết chữ X nha. Thích nhân nha. Vì sao không biết chữ dấu sao? Dấu sao là một trong môn tin học chứ. Nhưng nếu mà toán mà viết dấu sao thì sao? Không đúng quy cách. Là người ta không tính điểm câu nó ủng. Nhớ lời mẹ dặn nha chứ. Thế họ có biết dấu sao dấu nhân không? Không, mà mấy người bên toán còn bên môn tin học là biết, hiểu chưa? Nhưng mấy người bên tin học là có biết dấu nhân cũng là chữ X không? Biết chứ. Chúc anh ta thành công nha. Dạ. Tự tin bình tĩnh chiến thắng nha. Dạ. Cố gắng được huy chương vàng nha, vì là được chơi nha, được chơi game nhiều nha. Vai bạn. Yay. Vai. Mình tới điểm thi rồi. Thì bơ I'm 27 years old.
đây là không khí của thi nè. Đi qua thi không nào? Kenta, chưa? Okay. Kenta đi vô thẳng đi, vô thẳng. Nhớ kéo giấy ra nghe. Thấy bút chì, lấy bút chì đẩy, đi thẳng đi vô con, vô thẳng con. Kenta đâu, đi thẳng đi con. Có bỏ câu nào không?
đi có khó không? Dạ khó nhưng nó sẽ rất khó nhưng con làm hết sức. À con làm hết sức luôn rồi, con làm 30 phút, bao nhiêu phút là xong? Đấy, anh ta làm bao nhiêu phút là xong? Rai quá. Tụi mình đang đi tới con đường cũ, tòa nhà cũ Hắc Nhất Hồng Kông. Và cái tòa nhà nó nằm ở trong cái chợ này. Ngồi coi kìa. Kinh nha. Này đứng này, đứng này đâu. Đó, mọi người đang chụp hình. Đây là cái khu mà mình tới chụp hình chiều nay. Wow. Đây một bên truyền thống và bên hiện đại đây. Rồi. Yeah, đang chuẩn bị sim y để chụp hình. Yeah, đẹp quá. Hello mọi người, mình đang ở khu chợ có tòa nhà cũ và cổ nhất Hồng Kông và đây là Hot Trend. Và địa điểm này là diễn ra phối cảnh của bộ phim The Summer. Đây, chúng ta đang bất chờ bạn này chụp hình để biết nó một tóc như thế này. Ok, bye bye. Đây là khu chợ cũ, có cái tòa nhà cổ và đang là hot trend trên mạng. Hôm nay tụi mình ghé tới ngày 26 tháng 8 năm 2023. Ở đây là bối cảnh của bộ phim Transformer. Và đây là ở ngoài đường. Các bạn đường không? Đường vào trong cái khu này. Đêm ở sông Hồng Kông.
8 giờ tối nay sẽ có nhạc nước lúc tầm khoảng tầm 15 phút. Hai hai đứa rất là mỏi chân ngồi đây. Không khí trước giờ vẫn trình diễn nhạc nước ở Hồng Kông, đêm Hồng Kông. Người rất đông. Một phút đã trôi qua, chưa thấy nước. Anh ta quay lại mày nói nè, con nghĩ là con được huy chương gì? Vàng. China Construction Bank, Hồng Kông, ngân hàng, đầy kinh phóng. Bây giờ tụi mình sẽ đi vô quán trà sữa, hót hòn hòt luôn. Ở đây có đồ ăn nữa. Này, đi cuối đường này, đi cuối đường này sẽ tới. Ở Hà Nội bún chả Hà Nội nữa nè. Lan Phong gì? Lan Phong Duyên. Lan Phong Duyên nghĩa là gì anh ta? Lan Phong Duyên nghĩa là gì? Không biết. Đó ta. À cái này là thiên nhiên đó. Ô có bún chả Hà Nội nữa nè. Ôi trời ơi. Đồ ăn, đúng rồi, đồ ăn cắt nước rồi đây. À, bán kính nữa nè. Phở Việt Hà Nội. Ăn đồ Việt Nam thì vô đây. Đi thẳng đi con. Đi thẳng thôi. Ờ, đi xếp hàng. Ui, cái nhà hàng của mình cần tới. Kênh ta ơi, chờ xếp hàng thôi. Nhà hàng mình của mình cần tới. Việt là đông khách. Lan Phong Duyên.
ta mới được. Đây là các thiết kế thời trang người ta dán lên tường trong cái khu đồ ăn, bán đồ ăn của Hồng Kông. Và đây là các sản phẩm của họ. Có vẻ môi trường, thân thiện môi trường. Đúng rồi. Đây là đồ tái chế. Hồng Kông ban ngày. Tụi mình đang ở đại lộ ngôi sao và dọc trên con đường này là có bàn tay của những người nổi tiếng rồi, người đang check in nè rất nhiều. Đây, rất nhiều luôn. Đại lộ ngôi sao, Avenue of Stars. Yay! Mình đang ở đại lộ ngôi sao, Avenue of Stars. Đây. Bruce Lee nè, Thành Long chứ. Thành Long. Đây là Lý Tiểu Long. Đi sao là mấy sao? Đây là Lý Tiểu Long. Đại lộ ngôi sao. Đây. Rất nhiều người nổi tiếng. Mình đang ở đại lộ ngôi sao. Đây mình tìm ra được Lý Tiểu Long rồi đây. Thiệt là gian nan. Đây chú đứng đây. Quá bấm nè. Ý chứng ba. Đi thẳng nào. Thôi rồi, rồi đi ra đây. Bây giờ đưa điện thoại cho mẹ. Hết giờ rồi. Đi vô đó mày ngồi bàn vô bàn đó. Nhanh lên. Đi thẳng đây nè. Bây giờ tới thời gian nè. Cái người ta đưa điện thoại cho mẹ có nghe không? Đưa đây. Đi bơ cầm ôm đi. Ôm này đi. Ôm này đi chút nữa chơi. Ôm này. Người ta nhìn nhé. Đâu, chuẩn bị đứng xếp hàng thôi cô áo hồng. Đây là cô dán số. Đưa cái. Okay, need to check. Có lăng hả? Đây, cái ta dán. Đây. Đi thẳng à. Ok, con tôi, quay đây con. Đứng đây nè cô giá. Go medal, cái ta, chúc mừng cái ta. Rồi. Dạ. Đi vô đây con. Cái ta ngồi đàng hoàng nghiêm nha, ngồi ngon nha. Đây, các bạn cùng giải cho ta nè. Để đưa cơ. Không được, ngồi xuống. Con số mấy? Bên ta, quan kia. Xuống lui. Quan kia.
Can I sit here? No, no, no. Because okay, okay, okay. Yay. Người ta nói tiếng Trung với các bạn đi. Người ta nói Hồng Kông kìa, người ta nói tiếng Trung với bạn đi. Con nói tiếng Trung với bạn đi. Philippines. Chúng ta nói tiếng Trung của bạn các bạn đi. Ok, đây là Indonesia, E.J. Carl, and Cecil from Philippines.
Gold medal, chúc mừng cái ta Đồng Nam cái thiện. Yay. Á quân của khối 2. Yay, chúc mừng. Phải cơ đi con. Phải cơ nhẹ nhẹ thôi nghe. Có 4, có 5 huy chương vàng. À, cái đứng thứ nhì. Đứng thứ nhì. Đứng thứ hai. And for the second runner up, also from Hong Kong, Lau So Tao. She's not available for this event today, so we'll present the prize to her later on. And here comes our gold award winners, including Chen Mingchen, Wang Xiuan from Hong Kong, Tan Du An from Vietnam, Rambudo Bintano Sipano from Philippines, and Don. Chúng ta chuẩn bị lên nhận cúp nữa nè. Yay. Chúng ta quay nhìn mẹ này. Cái Let's look at front and smile. Cheers. Nhớ đứng nhìn vô camera cười nghe chứ con. Đi quay thẳng lên, quay người lên đi. Quay lên. Quay lên sân khấu đi. Rung mấy cờ nhẹ nhẹ thôi. And eggs, please welcome the merit award winner for primary 1, including Adam Jacob Noel from the Philippines. Smile and difference. Once again, congratulations to all primary 1 award winners and thank you Mr. Derek Lee for presenting the awards. Please be seated. Next, it's time to present the primary 2 award winners. Please chúc welcome Mrs. Margot Wong to join us on the stage to present Yay! The awards. Primary 2. Let's welcome on the stage the champion. Chúng ta đi đứng đàng hoàng nghe con. Đi đàng hoàng nghe. Yay. Từ từ, chúng ta từ từ. Yay, chúc kìa. Yay, chúc mừng Việt Nam. Chúng ta đứng đàng hoàng không nhảy. Please look into the front for a photo. Thank you. Congratulations. Phát luôn. Phát luôn. Cái ta nhìn máy quay kịp hình đi nha. Chúc nó lên sân khấu nhìn cười đi nha. And also we'll have the first runner. Ê, hey, Trần Lâm Kiếp Thiện. Also from Vietnam, Trần Lâm Kiếp Thiện. Yeah. Hey, wow. Cười cười đi con, cười lên, nhìn chú kìa. Giơ lá cờ lên. Please look into the main camera in the middle. Nhìn camera. Camera. Cười cười. Congratulations, please be seated. Next, please welcome our second runner up. Một tốn thời gian đi sân khấu. From Hong Kong, Chun Chun Ho. Congratulations. Okay. And next we'll have the gold award winners all together, including Buddha Hong from Vietnam, China Pifan, and also Chen Chen Hong from Hong Kong, and also from Vietnam, China Pifan, and another one is played by Maxwell Chaco. Yay! Lấy nhận huy chương. Chúng ta đứng nhì. Congratulations to the primary 2 gold award winners. Kính ta quay qua đây con. Cái thiện, cái thiện. Yay! Kính ta quay đây mẹ. Nó ngáp xích quá. Day.
Cái ta nhìn mẹ, nhìn mẹ cười, cười. Cười. Vô huy chương vàng lên, vô huy chương vàng lên, cắn đi. Vô huy chương vàng cắn. Cái ta. Nhìn mẹ nè, nhìn mẹ nè, nhìn mẹ cười. Cắn, cắn huy chương vàng, cắn huy chương vàng. And please look into the main camera in the middle. Nhìn camera. Cái ta. And if you have finished your photo taking, please take away the mobile phone. Thank you. Nhìn camera, nhìn camera. Let's look at the front camera. Thank you. Thank you very much. Next, we will be presenting the silver award, including Jenico Maluzno from Philippines, also Nia Gretel Hao, Nicole Hansen, Brent Simon Nipia from Philippines, Tristan Drake Tinko, Rudy Eldrin Trunigan from Philippines, and from Vietnam we have Ho Tu Minh, Dam Trong Nam Minh, and also from the Philippines, Mandy Alice Ayalis Agujo and Bradley Senda Pamdona. Thank you. Please put away the mobile phones after taking your photo. Thank you. À, bạn cắn. So, yeah, please take a look at the front camera. Thank you. Also, upcoming next, we have the bronze award. We have From Philippines. Xong thì mua bánh trung thu mà vô khách sạn 5 sao mua nó kinh dị chứ, mà đâu cũng có quản lý. Đồ đẹp chưa,
sạn 5 sao đây. Ui đông dữ, tôi cần này. Đẹp quá trình đẹp luôn. Người ta đứng ở trong đây, ngồi trong đây chờ xíu không? Sao Mandarin International Mandarin Hotel hả? Mình tụi mình đi tìm tiệm bánh, một tụi mình tìm bánh ngon nhất Hồng Kông. Tiếp thứ đi rồi đó, mấy tầng mấy tầng đây, một lên tầng, lên tầng tầng một không giờ giờ lên tầng. Ok trong đây kênh ta, kênh ta đi ra này, mấy chú đi mua bánh đồng thù đây, đồng thù ngon nhất Hồng Kông. Mấy cái này toàn giá thì là mấy chục ngàn đô la Hồng Kông. Ui cái bánh này kìa, wow đẹp chưa, ta bánh này, ta bánh đẹp không đó, bánh cưới nè. À người ta đừng qua, nó động mạch, đi qua đây con, đồng thù này đẹp quá. Cái ta, cái ta qua đây, qua bên đây con. Ba ơi, này các thể loại sô cô la, đây bánh này giống bánh ở Hà Nội thì tôi mua được không? Thấy đó, chỗ ngồi đi bố, ngồi đây luôn. Wow, những hành khách cuối cùng trên chuyến bay VJ873 từ Hồng Kông đi Đà Nẵng Economy. Ok bye bye Hồng Kông. Tôi đây còn đứng à.